Rồi, cái lớp năng lượng tự chữa lành của mình á là nó gồm có hai cái lớp, một cái lớp căn bản và cái lớp nâng cao. Thì từ trước đến nay vậy, mình nghe người ta nói về năng lượng tự chữa lành, nhưng mà mình không biết cái năng lượng nó từ đâu. Nhưng rồi cũng có một số người là gọi là mỹ dân á, thì họ mới nói là năng lượng này phải từ vũ trụ, rồi năng lượng này phải từ những người ngoại tinh. Thì có số người lớn tuổi người ta cũng nghe mấy chuyện nó hấp dẫn, người ta thích thú, người ta theo. Nhưng mà mấy cái đó là điều là phản khoa học hết. Mà đó là một cái thôi, bây giờ mỗi người ta có đường hướng của ta đi. Nhưng của mình thì nó lại là tự mình phải biết là cơ thể mình là một, đó gọi là răng de laboratoire, một cái hãng thuốc thiệt là lớn nằm trong sẵn của mình đó. Nếu mà mình biết khai thác á, thì những cái đó nó sẽ giúp cho cái cơ thể mình là tự điều chỉnh lại. Thí dụ mà cái mà mình sẽ kích thích nhiều nhất để khi mình học để mình hiểu từ đầu tới cuối á, là thứ nhất là khi mà mình luyện tập vào trong cái trạng thái vô thức á, thì trong cái cơ thể mình á, nó sẽ tiết ra những cái nội tiết tố. Thì ở trên não mình á, thì nó có sẵn cái tuyến yên rồi, rồi xuống đây có tuyến giáp tạng, rồi tới đây có tuyến ngực, rồi là dưới này là nó có cái tuyến tuyến tụy, hay tuyến tụy để tiếp insulin đó. Còn giữa dưới mình xuống đây chút nữa là có hai cái tuyến thượng thận, rồi đi xuống dưới đây thì lại có cái tuyến sinh dục nam rồi sinh dục nữ này. Nói vậy để mình biết rằng cái những cái mà tác động trong cái cơ thể mình đó, là nhiều nhất chính là các cái tuyến nội tiết. Cái thứ hai là một cái mà nó có tính tổng thể hơn, nó không có cụ thể từng cái tuyến như vậy, thì đó là cái hệ thống thần kinh thực vật. Thì mình á, có hai cái hệ thống thần kinh, một là động vật, hai là thực vật. Cái hệ thống động vật là mình chỉ nó làm ở đâu, đi đâu thì mình điều khiển. Còn cái thực vật hoàn toàn mình không có điều khiển nó được. Thí dụ mình ra mồ hôi, mình đâu có tự động ra được đâu. Tại sao mình ra mồ hôi? Tại vì cơ thể mình nó nhiệt. Nhiệt độ đó nó không có cho phép cơ thể mình nó tồn tại một nhiệt độ cao. Tự nhiên cái hệ giao cảm trong cái hệ thần kinh thực vật á, thì nó tự nó làm kích thích cho ra mồ hôi. Thì cái hệ thống đó là cái hệ thống ta còn gọi là hệ thống thần kinh tự động automatic. Nó sẽ điều chỉnh hết cái cơ thể mình khi cơ thể mình có trục trặc, thấy không? Còn một cái hệ nữa mà ta hay nói, tức là cái hệ mà đề kháng của cơ thể, thì cái đó nó cụ thể lắm, nó không có được như cái hệ thống thần kinh thực vật, tại mấy cái này nó chi phối với nhau. Trở lại vấn đề á, là để mà khai thác được những cái bộ phận trong cơ thể của mình, cũng như làm sao cho thức tỉnh được cái hệ thống thần kinh tự động á, để nó giúp cho cơ thể mình tự điều chỉnh. Cái một cái hệ mà làm sao là nó để kích thích được cái những cái tuyến nội tiết để nó giúp cho cái cơ thể mình chữa bệnh. Thì những cái đó là phải có phương pháp. Mình có một cái mà quan trọng á, là thế thì cái khó là mình khơi dậy những cái nguồn lực ở trong cái cơ thể mình tự để chữa bệnh. Cái khó là mình phải làm sao kích hoạt nó để nó hoạt động một cách gọi là hài hòa để tự để chữa bệnh, mà mình không hoàn toàn không có sự can thiệp đó, thấy không? Thì cái đó là cái khó. Thì cái khó đó là may mắn là cái mình á, thì có cái môn gọi là cảm xạ học, radiesthesia energetic. Thì
chính nhờ vào cảm xạ đó, nó có cái công cụ, đó là con lắc, là cái đũa, để nó tìm được những cái tần số trong cơ thể mà cần thiết để hỗ trợ cho mình. Do đó là nó là một sự là tương hỗ với nhau. Một thằng thì đi tìm để chỉ, rồi thằng nó là đi tìm thêm cái nữa, sâu vô nữa. Thì cái đó là sự vô thức. Thì trong vô thức á, thì tôi chỉ nói sơ thôi nha, còn chút xíu cái cụ thể đi vô. Thì muốn làm sao đi trở về cái vô thức á, thì mình phải có cái sự tập luyện, mình phải có một cái phương pháp để mà tập luyện. Thì may quá Việt Nam mình có cái môn gọi là rất là độc đáo, đó là môn chầu văn. Chầu văn á, là có nguồn gốc từ đạo mẫu. Rồi ở đây ai biết đạo mẫu? Giơ tay lên. Em biết, sao biết hay vậy? Thì em chỉ xem qua những cái nguồn thông tin đó. Miền có máu miền Bắc thì sẽ biết, còn ông nào không có máu miền Bắc khó biết lắm. Tại cái này nó dính chặt với cái nền văn hóa của ở phía Bắc. Thấy không? Em thì không biết gì hết. Em có nghe không biết. Không biết ha. Giờ sẽ biết. Về cái mình mở Google ra mình có đạo mẫu là gì? Chầu văn là cái gì? Chầu văn chính là cái nguồn gốc từ đạo mẫu. Vấn đề ở chỗ là trước đây người ta nhìn đạo mẫu, người ta nhìn chầu văn, thì cái chầu văn nó là dính với cái phần mà gọi là lên đồng, cho nên người ta nghĩ hiểu sai về nó. Hiểu sai về nó là do những người mà thực hiện những cái điều đó, họ cố tình làm cái chuyện đó trở nên ma mị. Nhưng mà khi mà mình đi sâu nghiên cứu mà thật cho nghiêm túc đó, thì vừa rồi tôi báo có một cái báo cáo lên cái hội nghị quốc tế về tiềm năng con người đó. Tôi có nói về cái này nhưng mà mọi người chưa có chú ý lắm, thấy không? Chắc có lẽ sức thuyết phục mình chưa lớn. Nhưng mà khi mà mình hiểu được nó rồi, mình thấy một cái sự kỳ diệu ở trong đó. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà thực hiện cái chầu văn á, họ lên đồng á, là từ 24 cho đến 36 giá đồng. Mọi người có thể tưởng tượng là một cái bài cụ ở Bài Bắc á, 80-90 tuổi á, mà đứng múa suốt như vậy á, là 5-6 giờ đồng hồ nhưng vẫn tỉnh bơ. Và đặc biệt là không có bị bệnh tật gì hết. Và những cái người mà học của tôi á, bị tôi đem cái phương pháp này từ ở bên Pháp về rồi kết hợp với cái phương pháp ở đây á, thì 25 năm rồi. Vừa rồi tôi này, trước Tết tôi này tổng kết 25 năm rồi. Thì những cái người mà đi theo cái phương pháp này á, mà họ gọi là trung thành á, đến bây giờ không có người nào bị bệnh. Thì trở lại mấy người mà đi lên đồng á, mấy bà cụ vậy cũng không có bị nào bà này bị bệnh. Thì thế tại sao vậy? Người ta bỏ quên, người ta dừng ở cái điểm là mê tín dị đoan, chứ người ta không đi tìm được cái khoa học bảo vệ sức khỏe con người Việt Nam nằm ở trong lòng dân tộc này, không ai thấy. Một ngày nào đó sẽ thấy. Một ngày nào sẽ thấy. Mà mình chính là những người làm cho ta thấy, bằng thể hiện bằng sức khỏe của mình. Thì đó là chính là cái lớp mà căn bản với nâng cao để mình thực hiện cho được cái đó. Tiếp nữa là cái lớp thứ ba, gọi là địa lý tâm linh. Nghe cũng lạ lạ phải không? Trong cái địa lý tâm linh đó, nó có ba phần. Phần thứ nhất là địa lý phong thủy theo Trung Quốc. Cái phần thứ hai
là địa lý là theo khoa học, bắt nguồn từ phương Tây. Nó gọi là geobiology, radiology, the geobiology, đúng rồi, cảm xạ địa sinh học, thì cái đó là sẽ coi là hoàn toàn khoa học. Nó không có tuổi, không có ta, không có tuổi, không có ta tâm gì hết đó. Mà nó chỉ coi vào cái khu vực mình đang ở thôi. Thí dụ như em ở Paris thì quartier mà xếp dèm, hay là quartier thay dèm, hay là quartier ken dèm, thì cái vùng đó ai ở, ai làm, thấy không? Còn ở Việt Nam mình á, là có hai cái điểm. Một là quận 1 hạng nhất, hạng nhì quận 3. Thế mà người nào ở hỏi ở Sài Gòn hỏi ở đâu, cho nó tôi ở quận 1 là biết dân dữ rồi, thấy không? Mà nó quận 3 là đứng hạng nhì, thấy không? Nhưng mà nếu ở Hà Nội thì hỏi đâu, Hồ Hoàn Kiếm đó, thì em đi coi nhà, thấy không? Nhưng mà nếu như trong trường hợp ấy, là hỏi là trả lời là quận 5 hay là quận 6 ấy, là biết là dân nó buôn bán, tại vì cái khu Phú Tàu mà, thấy không? Để trở lại cho mình thấy ấy, là nó lấy cái khu vực mà để nó biết được cái khả năng người đó nằm ở đâu, chứ nó không có coi hướng coi gì hết đó. Cũng như hồi xưa là xin biết là chỗ ở của tôi, thấy không? Hỏi gì anh ở đâu, thấy không? Cạc tia xếp về mà, thấy không? Là ngay chỗ công viên, nhớ công viên đó không? Tự nhiên quên, thấy không? Thì ai cũng biết là chỗ đó người ta có tiền mà ở chỗ đó, người nhà nghèo không ở đó, thấy không? Còn bây giờ em hỏi em ở đâu, em ở quận mấy? Đấy, vậy cũng ngon rồi. Nhưng mà mai mốt em ráng cố gắng em vô Nguyễn Huệ. Không, không, là phải quyết tâm mới được. Tại vì là tôi nghe là làm đầu bếp là tôi khoái lắm rồi. Tại vì là em, cái khả năng em sẽ là tỷ phú không có gì khó, thấy không? Tại vì em mà làm bếp cho giỏi, đúng không? Thì em đi ra, em đi làm cho người ta chừng 5 năm để em lấy nghề cho thuần thục, bắt đầu ra mở tiệm. Chứ không phải là mình đi làm hoài, rồi mở tiệm, rồi mở tiệm xong bắt đầu mở nhiều tiệm như vậy nữa, thì giàu cái gì đâu. Quan trọng là có nghề, phải có nghề, thấy không? Còn cái chuyện đó là còn muốn là biết cái nghề đó là làm tốt hay không, là còn phải có hướng coi háp rồi ha, thấy không? Nhưng mà hướng háp á, là theo khoa học á, là hướng là bây giờ nếu mà em chọn được Nguyễn Huệ á, thì hướng nào cũng tốt á, thấy không? Nếu không thì em chọn cái hướng Nguyễn Huệ cũng còn dở. Cái hướng mà ta hay đi nhiều là kê bên hông, nó là hướng gì, đường gì đó, không có lê lợi. Lê lợi còn thua đồng khởi. Mua đại khách sạn bông sen hay là gì đó mình làm lại, không? Ok, thì cái thứ ba là cảm xạ tâm linh ở cái địa lý tâm linh. Hồi nãy là mình nói hai rồi, cái địa lý tâm linh. Địa lý tâm linh là cái chỗ mà nó bí, là cái chỗ là mình coi hướng, coi háp, coi làm đủ thứ hết rồi, mà sao tự nhiên có cái nhà đó nó cứ làm ăn, nó cứ phá sản hoài à? Mà thằng nào nhào vô cũng chết á, phải không? Mà thằng nào nhào vô cũng chết á, thì lúc đó phải nhờ đến địa lý tâm linh, tức là địa lý thần linh. Lúc đó không cần gì đó, mời thổ thần thổ địa lên hỏi tại sao vậy. Có tin có thổ thần thổ địa không?
Tin phải không? Dạ. Em người Nam hay người Bắc? Em người Bắc. Người Bắc hả? Em tin phải không? Em cũng học về đức tin luôn. Đức tin phải không? Phong thủy. Thực ra là người ta cứ sợ, người ta nghĩ đó, chứ mà thực ra nó có thật. Thí dụ như mình nói chuyện vậy nè, ra mà đi buôn bán á, mà thấy cái thằng đó nó mua, mà nhất là quê mới biết cái vụ này, là nó thấy nó ghé cửa hàng nào là cửa hàng nó bán được. Ừ đó, ở quê thấy cái này nhiều lắm, cho nên nó thấy mấy cái chuyện đó rồi thì phải lấy miếng giấy á, đốt vòng lòng đi mà sao đích phải không? Thì đó là cũng là địa lý tâm linh mà theo cổ truyền rồi đó, thấy không? Rồi thêm cái nữa là dễ lắm. Bây giờ là cái câu chuyện vui lắm, cái chuyện mà người chết đó. Rồi mình hồi đó vừa có nói chuyện người chết nha, chưa phải không? Giờ tôi chỉ cái cho nói để mình sẽ thấy cái nói chuyện người chết. Thí dụ một người mà chết mà phải trong dòng họ nha, ta nhắm mắt ha, ta chết là không nhắm mắt, ta mắt mà ở hoài là ta chờ người nhà, hay là ta còn uất ức điều gì đó, thì mình khi mình thấy cái đó, cái mình đi đứng sát ngay cái xác chết đó, mình nói cô gì trong dòng họ mình đó, chị nhắm mắt lại đi, chết mà nằm đó, mở mắt về cô kỳ. Mình bước qua bước lại chút xíu đó, mắt dính lại liền. Không, thì mình phải làm mình mới biết. Rồi còn một cái câu chuyện nữa là đây là cái chuyện vừa nhà nha. Thì ông bị chết vì ung thư ở Chợ Rẫy á, chở về tới quê. Thì xe nó chạy dằn sao không biết, hơi ông về nhà ông xéo xẹo à. Thì thông thường ở quê á thì mình hay tắm rửa xong người ta lấy rượu á, người ta bóp cho mềm trở lại rồi sắp xếp cho nó ngay lại. Không cần đâu. Thấy không? Chỉ cần ghé tai nói nhỏ với ông thôi. Nè, cái người chết thường thường hai cái mà ta hay bị, thứ nhất là miệng mở ra, thứ hai là người bị cong queo là phải bóp lại, nói nhỏ thôi. Nè, ai mà nằm vậy cô xấu lắm, dưới răng mà mở ra vậy ngậm lại đi thì nó nhìn cái dáng nó mới đẹp. Mọi người cứ nói xong rồi chút xíu bước ra đi qua đi lại chút xíu, người thẳng thốn lại mà ren răng khớp lại liền. Bởi vậy có những cái chuyện mà trong dân gian á mình không có biết. Còn tôi á thì hồi xưa á là hãy ở nhà mà tôi bị mất cái gì á là tôi nói má ơi, má đồ con sao tự nhiên mất vậy này. Bà nói mất gì, mày bỏ quên đâu á, thôi mày giấy ông địa đi, ở miền Nam này giấy ông địa đi, thấy không, kêu ông địa kiếm cho. Cái mình mới nói ông địa cái chìa khóa nãy để đâu, ông địa chỉ giùm con cái chút xíu cúng nãy chuối ông địa nha. Rồi ông khoáng chuối mà cúng nãy chuối ông địa nha. Nổi xong chút xíu á là mình tự nhiên mình tự động mình tìm ra được cái chìa khóa liền. Mình không ngờ luôn á, mình tìm ra được mà không biết sao đó, nó ngờ ngờ trước mặt mình không thấy, ông che là hay sao mới. Rồi ra mua nãy chuối cúng ổng, thiệt ra chút xíu mình cũng sực chứ ổng ăn hết đâu. Thế thì để cho thấy rằng là để mà đi sâu vô cái nghiên cứu vấn đề tâm linh á, thì mình sẽ còn nhiều giai đoạn nữa, thấy không? Trước mắt là mình đi cái đó. Rồi bắt đầu cái đó là lớp thứ ba. Cái lớp thứ tư á là cái lớp học gọi là thôi miên. Thì cái lớp thôi miên mình á thì nó có bốn phần. Hỏi mấy em có học thôi miên chưa? Học rồi hả? Phần thứ nhất á là phương pháp thôi miên truyền thống. Thôi miên truyền thống tức là mình dẫn dụ cho cái người mà nằm thôi miên á là đi vào trong cái giấc ngủ, thí dụ vậy. Nó gọi là thôi miên truyền thống. Hoặc là mình dẫn dụ cho một người bị trầm cảm, hay là dẫn dụ cho một đứa nhỏ bị tự kỷ để đi trở lại cái người bình thường, thì mình sẽ dùng cái phương pháp thôi miên dẫn dụ, nó là thôi miên truyền thống. Thấy không? Cái thứ hai là
là thôi miên mà cầu nguyện. Tức là ở trong mình ai cũng cầu nguyện, đạo Phật cũng cầu nguyện, đạo gì cũng cầu nguyện, mà không đạo cũng cầu nguyện. Tại vì sẽ có đến một lúc mình nói thời sao con khó khăn quá, con xin ơn trên hay là con xin bác hồ gì đó cho con cái này cái nọ, ví dụ mình cũng có sự cầu nguyện đó, thì mình cũng phải học cái cách để sao cầu nguyện cho đúng trong cái thôi miên. Vì trong thôi miên nó gọi là tự thôi miên, hay là cái chuyện mà cầu nguyện nó gọi là nói chuyện mà trực tiếp với Thượng Đế, không qua trung gian. Cái chuyện đó chứ em biết tại sao cái nói qua trung gian là sao em biết không? Không biết. Nói trung gian là nói qua cái ông cha, nói trung gian là nói với ông thầy chùa, sư cô, hiểu không? Tức là mình đút lót với ông, thay vì mình nói chuyện với Phật. Cái này nói với ông, nói dạ thưa thầy, thầy ơi thầy giúp cho con này này, thì ông giái mình. Nhưng mà nhiều khi mình đưa tiền cho ông cúng quải rồi, nhưng nhiều khi quên mẹ nó. Nhưng mà mình nói chuyện trực tiếp là không bao giờ quên được đó. Đúng không? Chưa chắc. Bởi vì tâm ổng chắc gì không tà. Tại vì ổng đeo mắt kiến Ray Ban, rồi mang đồng hồ ra đô, rồi đi xe là lít xịt. Chết rồi. Thấy không? Tức là bây giờ là mấy thầy không có tu nữa. Thấy không? Rồi nhiều khi ông tu đâu mà không biết. Nhưng mà em thử coi, em đi chùa đi mà em thử mà đi hoài cái mặt em á, đến quét chùa làm cho phụ chùa nhưng mà em không đưa tiền ổng, em thấy mặt thầy không vui. Có kỳ á, phải không? Nhưng mà em đưa nhiều tiền còn ổng gặp nó vui, nó thấy con đừng quét vô đây nói chuyện với thầy, nó bởi vì con có tiền. Phải không? Đấy, rồi. Cái thứ ba là bắt đầu học tới cái vô thức trị liệu. Nhưng mà mình tự thôi miên nha, tự mình vô thức trị liệu nha. Mình nằm á, bắt đầu mình đưa vô cái phần vô thức để mình tự chữa bệnh. Rồi cái cuối cùng á là hồi quy. Hồi quy là mình tự thôi miên để tìm lại cái tiềm thức của mình. Bản thân em hồi đó giờ em có biết hồi quy là gì chưa? Thì em có cảm giác đâu phải không? Không. Rồi xong em cũng đã từng thử thôi miên miễn phí thôi. Không biết là tính phí thì nó sẽ như thế nào? Phải trả tiền thì mới được em. Dạ, thì nói chung là em tỉnh lắm. Dạ, em tỉnh không thấy? Không có vô được cái những cái gọi là vô thức hay là cái gì gì. Rồi. Nói chung là em cũng rất là tỉnh. Tỉnh táo sao chứ? Không có đạt được cái trạng thái gì. Bởi vậy á, là khi em qua cái lớp này á, em mà nhạy cảm rồi thì em vô có đi dễ lắm. Còn nếu mà em chưa qua cái lớp này em khó vô lắm. Cái thứ hai là cái người giải thích em chưa giải thích cho em hiểu được cái vấn đề hồi quy. Nói chuyện là bình thường, nhưng mà khi mà người ta quan trọng quá nó thì em tự nhiên em sẽ không thấy được. Thí dụ em cái lúc em trẻ em thích cái bản nhạc này nhất mà làm cho em ấn tượng nhất. Đấy, không nhớ, không bao giờ em nhớ. Nhưng tới lúc nào em sẽ nhớ. Bởi vì em đi qua cái xóm, cái làng, tự nhiên có một người nào mở cái nhạc ra, nghe cất một cái giọng hát đó, tự nhiên em nhớ lại cái thời điểm đó. Cái thời điểm đó em thích cái bản nhạc đó, em cứ lặp đi lặp lại hát cái bản nhạc đó. Khi mà nó đánh thức cái tâm thức của em rồi đó, thì cái bản nhạc đó chính là đưa em trở về cái thời kỳ mà lúc em sống, trong lúc mà em nghe bản nhạc đó. Đồng ý không? Em đó chính em cũng cảm nhận cái đó là hồi quy, cái gì đó. Nhưng mình thấy lúc đó là mình ở đâu, mình làm cái gì, cái gì, tất cả những hình ảnh nó trở lại như một cuộn phim vậy. Hồi quy là vậy. Ok. Rồi. Sao? Đây. Em cũng không biết là cái trường phái nào đúng nha. Tại không. Ngay cả bản thân em có một cái cô kia cổ một loạt cao thủ về tại vì cổ là bị kiều Mỹ, mà cổ khi mà cổ nghỉ hưu thì có gì nha, thì hồi ở bên Mỹ á, cổ nói cổ nhìn theo cái về tâm lý về kia, tại vì hồi xưa là cổ bị cha tấn.
rồi sau này á, mà cổ bị nghiện rất là nặng, bị nghiện thuốc á, mỗi ngày hút mấy, thì cổ đi theo tâm lý, tức là cổ muốn chữa, cổ biết là cổ có cái gì đó nó kinh khủng trong người, muốn chữa là cổ có mà nóng lên là cổ quýnh ông chồng ghê lắm, cổ nói gạt thằng thuốc là chọi thẳng cái mặt, thì đó thì cổ nó biết là trong người cổ có cái vấn đề, thì cổ đi từ tâm lý rồi xong từ tâm lý cổ không hết, cổ mới đẩy qua thôi miên, thì thôi miên thì cổ chữa được cho cổ. Xong sau này cổ gạt luôn cái thôi miên. Cổ từng là một cao thủ về thôi miên, cổ bỏ thôi miên, cổ đi qua tâm lý. Thì sau này á, khi mà em hỏi về thôi miên nó cũng trả lời, nó có học mà làm gì. Nên là nhưng mà em vẫn quay về em nghiên cứu cái thôi miên coi nó có gì hay không. Rồi sẽ thấy hay không? Nên là mình sẽ nói tiếp. Bây giờ bắt đầu